sẽ là ai? Ai sẽ mang cho ta tiếng cười? Người kế tiếp sẽ là ai? Mang nụ cười mê say vui trong phút giây. Người kế tiếp sẽ là ai? Một tình huống ngây thơ hay là bất ngờ? Ai sẽ là người mang đến màn kịch vui nhất? Ai sẽ là người gây bất ngờ nhiều hơn? Nơi tìm kiếm tiếng cười mới, nơi tìm kiếm hình hài mới, nơi tìm kiếm gương mặt mới. The Next Comedian xin chân thành cảm ơn những thương hiệu đã đồng hành cùng với chương trình: Hoàng Trâm Jewelry, Statue, S365 USA Trading, 405 Cabinets and Stone, Noble Fine Jewelry, CLLamSupply.com, chuỗi nhà hàng 5 Star Huế Restaurant, Chain Art, tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Hương Thị. Và bây giờ, welcome to the next comedians. Take the cash, live the laugh. Thí sinh Miu Lê, bạn có thể chia sẻ được cảm xúc của bạn, tâm trạng của bạn lúc này như thế nào, và bạn đã ready để sẵn sàng lên sân khấu biểu diễn cho quý vị khán giả cũng như là ban tổ chức, ban giám khảo coi chưa? Hiện tại Miu Lê đến đây là Miu Lê đã chuẩn bị rồi, nhưng mà cái vấn đề là hồi hộp là chắc chắn rồi. Nhưng mà Miu Lê nghĩ là cái cuộc thi nào thì nó cũng sẽ có người thắng người thua. Thắng thua đây không quan trọng, cái quan trọng là mình phải cố gắng và mình tới đây với mục đích gì là đem lại niềm vui cho mọi người, nên Miu Lê sẽ cố gắng. Hết cho Miu Lê, yeah! Và sau đây là phần dự thi tiếp theo của thí sinh Miu Lê cùng các bạn trợ diễn Aslan Đức và Hoàng Chuột. Các bạn hãy cùng một chào pháo tay nào. Đầu năm đầu tháng khách khứa đi đâu hết rồi bà con ơi. Thiên ninh ninh địa ninh ninh, cầu cho các khách vào với con. Vẫn thế để chết con. Ôi giời ơi. Dạ chào cô. Tôi. Chào cô. Anh kêu tôi bằng cố đó hả? Dạ. Ủa bộ tôi già lắm hả anh kêu tôi bằng cố? Nghĩ sao vậy? Xin lỗi, con xin lỗi. Chào cô. Trời ơi, mà đầu năm đầu tháng có khách vô rồi, mừng quá mừng quá. Nè nè anh ngồi. Dạ. Trời ơi, anh người ngoại quốc phải không? Trời ơi, vui quá à. Anh đâu tới vậy? Con là người Thổ Nhĩ Kỳ ạ. À? Thổ Nhĩ Kỳ? Dạ. Trời ơi, hôm nay có người ngoại quốc biết tên mình luôn. Bên Thổ Nhĩ Kỳ à, tôi nổi tiếng bên đó luôn đó hả? Dạ. Sao cô tự tin thế nhỉ? Ủa sao Thổ vậy? Thổ Nhĩ Kỳ có ai biết cô là ai đâu. Ủa không phải hả? Con mới sang đây mới biết cô là ai chứ. Thôi tôi nhầm. Thôi giờ nói nghe nè, anh tới đây á là anh kiếm đúng chỗ rồi nha. Ở đây á là tôi chuyên coi bối giải hạn tình duyên, bất cứ một cái vấn đề gì anh tới đây. Thôi bây giờ nè, anh trình bày cho tôi nghe. Nhưng mà riêng tôi nha, tôi không coi về tướng số, mà không cũng coi về bài bạc, mà tôi coi về á những cái gì mà anh nói cho tôi nghe. Anh hiểu không? Bây giờ nha. Con biết cô rất giỏi mà. Ơi đúng rồi. Bây giờ nè, nói cho tôi nghe những cái vấn đề của anh. Vấn đề của con. Türkiye'den Vietnam'a geldik. Kaç yıl geçti. Ben ne hiçbir şeyden anlamıyorum. Neden oradan geldik buraya? Khoan. Babam evimizi kaçırdı. Sao nói, ông nói gì vậy? Trời ơi, tôi nói tiếng Việt mà ông nói gì vậy? Tôi không hiểu, ông nói gì vậy? Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời, đi vô đây. Trời ơi, tôi Việt Nam mà nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sao tôi hiểu. Ôi trời ơi, xin lỗi. Bây giờ nè, tôi hỏi lại nha, nói lại từ đầu nha. Nói từ từ, nói tiếng Việt nghe không? Rồi, nói trình bày vấn đề đi.
Đây, vấn đề của con là gia đình nhà con, vợ con nhà con lấy nhau rất lâu. Türkiye'den Vietnam'a geldik ondan sonra. Neler yaşadığımızı ben gerçekten anlamadım. Neler yaşadık bilmiyorum. Hết hồn nha, hết hồn nha. Trời nghĩ sao vậy? Trời hết hồn thiệt á, cái đó hết hồn thiệt á. Trời, tôi nói ông rồi. Tôi đã nói ông là tôi viết tiếng Việt và hiểu tiếng Việt, tôi không có hiểu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Anh nói nghe nè, giờ người Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Vâng. Còn tiền không? Có chứ, sao lại không? Trời ơi, còn tiền quá không? Đi ra ngoài, mua vé, đi thẳng đôi Thổ Nhĩ Kỳ bên đó đó. Người ta nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, người ta coi bối cho ông nha. Trời ơi, đây không có nha. Khổ ghê luôn á, sáng sớm. Trời ơi. Sao? Sao lại cô buồn cười thế nhỉ? Vậy vậy, sao buồn cười? Öyle olduğunu bileydim, gelmezdim. Ê, 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 sáng sớm mà ông chửi tôi làm sao? Chửi gì vậy? Bực bội nha. Chửi gì? Nói gì? Nói. Con nói là biết thế thì về mẹ cho rồi. Bởi vậy thì cái sáng sớm gặp gì đâu không à. Ôi, đốt thông long mới được. Thiệt là. Đây đây đây. Cái gì nữa? Sao tự nhiên tôi vô đây nữa? Cái gì vậy? Có tin vui. Tin gì vui? Có phiên dịch. Trời ơi, có bối mà có phiên dịch nữa kìa. Trời ơi, có bối phiên dịch. Trời, nãy giờ sống tới sớm làm khó quá. Trời ơi, thiệt luôn á, khó khăn quá. Vậy sao mà được? Anh ở Việt Nam hả? Trời ơi. Chị không biết đâu. Anh này ấy là định cư ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn chục năm. Biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ giỏi. Trời. Đấy, bây giờ đến đấy để giúp cho con. Trời ơi, mừng quá, nãy giờ làm khó xong nói tôi nghe. Thôi giờ nói nghe nè, dịch giùm, cô không có hiểu gì hết trơn á. Tao nói này, vấn đề của tao là như thế này. Dạ. Türkiye'den geçtik, Vietnam'a geldik. Dạ. Bütün zaten, hepsi, bütün herkes geldi. Ay, ben neler yaşadım. Con, con, nó nói gì con, cô không hiểu luôn á, nó nói gì con. Mày nói gì mày nói nhại được không? Nhưng mày nói nhanh quá tao nghe không có nhịp. Mày nói nhại đi, nó nhanh lắm, không có nghe không có nhịp, không có nhịp mà nhau nhịp cho mày nghe. Đang nói tiếng gì vậy? Tiếng Việt. Tiếng Việt sao cô không hiểu? Bị nhõng. Trời ơi. Đầu năm đầu tháng nghỉ sao vậy? Ông người Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng rồi. Kêu ông này Việt Nam không dịch. Ngỡ ngọng, sao tôi hiểu? Nghĩ sao vậy? Trời làm ơn đi. Mình đánh muốn, mình đánh em phiên dịch cho anh này gặp. Ông phiên dịch cho ông, hai ông rảnh quá ha. Ông đó tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ông không rành. Ông kêu ông này vô phiên dịch, ông này ngọng, lấy gì tôi hiểu. Tao nói mày nhồi, như nhọng rồi vô, nhó mày không nhỉ, mày ngồi mấy cái gì vậy. Mày ăn gì, mày nhín gì vô ăn gì. Hai ba, con lại hai ba. Trời ơi, đầu năm đầu tháng không có gặp hai ba thiệt luôn á, chán gì đâu á. Hello, chị Bảy hả chị Bảy? Dạ, em yêu Lê. Dạ, cái vấn đề của em giờ khó khăn quá, là giờ em mở bối ra mà em gặp dâu mà không được. Không mấy chị Bảy nhận em về làm lại nha. Dạ, dạ, chia 5 năm em chịu luôn, em chấp nhận mà chị Bảy em về làm neo. Trời, em dữ dội lắm, cỡ nào không được. Chị Bảy ha, ok, dạ em cảm ơn chị Bảy. Kìa, không ai nói là nói à. Tại vì đang suy nghĩ. Ok em, anh nói cho em nghe nè. Với cái kịch bản này, ok, cái phần đầu anh thấy rằng là cái vấn đề bất đồng ngôn ngữ, anh cho rằng là em diễn ra nó hơi lâu, hơi nhiều mà làm cho người ta sốt ruột. Anh cảm thấy là anh cười với cái người phụ diễn nhiều hơn là cho em. Cho nên đối với anh thấy rằng em là một người có khả năng diễn xuất, nhưng mà anh cho rằng cái kịch bản này nó không có đất diễn cho em. Em chưa làm cho anh cười được, bởi vì có lẽ nó có một cái gì đó mà anh cảm thấy nó chưa có thỏa đáng lắm. Tại vì là em đóng cái một cái vai người bói mà nó, thứ nhất là anh thấy nó cũng chưa ra, thứ hai là em đối đáp với những cái bất đồng ngôn ngữ á, anh thấy nó cũng chưa đạt lắm. Lý do đó anh chưa có thể anh bấm cái nút cười cho em được. Nha, đó là ý kiến của anh. Chị cũng rất là đồng ý với anh Đồng Sơn ở một cái điều là trong cái kịch bản này thì em không hoàn toàn không có đất diễn,
vấn đề thế này nhá, là đôi khi mình cứ nghĩ thế này nè, mình ra mình đứng từ đầu tới cuối, mình thoại từ đầu tới cuối là mình là vai chính, nhưng thực sự không phải vậy. À, cái kinh nghiệm mấy chục năm của chị đó thì là cái vai nào mình phải có mâu thuẫn ở bên trong thì mới là cái vai mình dễ diễn hơn. Giống như là bạn Aslan thì bạn có cái mâu thuẫn là bạn muốn giải thích cái cuộc đời, cái cuộc sống của bạn bằng hai ngôn ngữ, nhưng mà vì khó cho nên bạn vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của bạn. Còn giữa Khánh Hoàng thì là, tức là bạn muốn giải thích, bạn muốn thu dịch nhưng bạn ngọng, tức là người nào có cái khó khăn mà để đạt được mục đích thì nó mới có kịch tính hơn. Còn riêng Miu Lê thì Miu Lê chỉ đứng để làm một cái nền để cho hai bạn này diễn, thì cho nên là em hoàn toàn, nếu mà về chấm điểm thì em sẽ bị thất thế về điểm như thế. Dạ. Em đứng từ đầu tới đuôi, em chỉ là nghe người ta nói và em đặt câu hỏi để người ta trả lời, trong khi cái em là cái người phải trả lời tất cả, phải giải quyết tất cả những mâu thuẫn ở đây thì lại không có được điều đó. Cho nên là khi mà mình chọn kịch bản để mình thi thì mình phải cẩn thận hơn. Thí dụ chẳng hạn như đó, em không cần phải xuất hiện nhiều, em làm cái vai của Khánh Hoàng chính Ngọc xác. Nhưng mà thích nói, Ngọc này hay nói thì có thể là người ta sẽ chấm em ở cái điểm diễn xuất nhiều hơn. Và kịch bản ở đây thì chị thấy là nó cũng, nó vẫn không có, nó không có cái gì cuốn hút nhiều, nó không có nhiều bất ngờ trong đó, bởi vì em là người thụ động trong đây cho nên nó không có bất ngờ. Đó là cái kinh nghiệm mà chị nghĩ là Miu Lê nếu muốn chọn một cái kịch bản để cho kỳ thi sắp tới thì mình phải kỹ hơn. Tất nhiên là em có một cái tiếng nói, có một cái nhan sắc, có tất cả mọi thứ lợi thế. Nhưng mà vấn đề là kịch bản và mình chọn ở mình ở vị trí nào để mình thể hiện nhiều hơn trong diễn xuất. Anh nói một cái kinh nghiệm bản thân riêng của anh thôi, thì nhân tiện đây thì anh phải cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Và một cái kịch bản của chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã giúp anh đến gần với khán giả hơn, đó là cái kịch bản mà đám cưới đầu, dạ hang rô đám cưới đầu xuân, thì trong đó anh đóng vai một người thông dịch viên. Thật sự anh không cần xuất hiện và từ đầu đến cuối, tại vì anh Chí Tài tất cả mọi người xuất, anh chỉ là người thông dịch viên vào. Thì trong cái kịch đó lúc đầu originally đó thì kêu là thông dịch viên thì thông dịch viên cho đúng, nhưng mà thật sự một cái người mà nó phải có sự mâu thuẫn, nghĩa là nghe như vậy mình dịch lại như thằng khác thì nó mới đem lại cái tiếng cười. Và cái kịch đó đã giúp cho anh một cái tên tuổi rất lớn và đã bay đi rất là xa. Giống như chị Đào nói, anh ước gì em là vô vai của Hoàng Chủ, vì em nghe một đằng em giải thích một nghĩa, hoặc là em làm em nghe rồi em hiểu lầm em làm cái gì đó thì nó sẽ có nhiều đất diễn hơn. Còn bây giờ chỉ có hỏi, em biết không, giống như mình đi mấy cái đi tấu hài đi. Thì cái người hỏi đâu có giờ vui đâu, cái người trả lời mới được vui. Cho nên em đi hỏi không em không có được trả lời, thì giờ cái người ta hỏi một hỏi rồi mình trả lời thì mình phải trả lời thông minh, trả lời như thế nào thì người ta mới bật cười. Thì anh nhìn thấy rằng là ở nơi em thì anh đã coi em từ những dòng trước và em cũng gửi tiểu phẩm đến anh coi. Anh thấy em là một người già, một cái người nghệ sĩ mà về bên hài đi, em đã có một cái nhân sắc tố rất là tốt, hình thể dáng dấp đồ rất là ok, tiếng nói rất là tốt luôn. Anh nghĩ là do chắc là nhiều khi mình chưa có nhiều kinh nghiệm để mà mình biết là làm vai nào để mình là cái vai để đưa mình lên, chỉ có như vậy thôi. Nhưng anh vẫn ủng hộ em với một mặt cười. Cảm ơn anh. Thật sự đó thì hài, nhất là nữ mà làng hài ở hải ngoại nó cũng khó lắm. Khó. Cho nên thôi để coi thì mời Quang Lê đi rồi mình quyết định luôn. Quang Lê thì sẽ cho điểm. Sẽ cho điểm hả? Những cái gì mà trong lòng là coi như là ba vị nói hết rồi, cũng giống như là Quang Lê đồng cảm như vậy đó. Rồi có bấm mặt cười không? Sẽ cho điểm. Cô bé này là xinh xắn lắm nhưng mà chưa làm được cho mình cười được thỏa mãn đó. Thực sự ra đó thì cái chuyện mà để với Hồng Đào nha, với Hồng Đào thì mình nếu mà là một diễn viên thì làm cho khán giả khóc nó sẽ dễ hơn rất rất nhiều nữa làm cho khán giả cười. Cái điều đó nó coi vậy chứ nó khó lắm, cho nên Hồng Đào rất là thông cảm với tất cả những thí sinh có thể là vì hơi trật đường rời một về kịch bản hay trật đường rời về chọn vai, thì cái điều đó là cái điều nếu mà mình không châm trước thì sẽ rất đáng tiếc cho một nhân tố mà nhất là nữ nữa mà xinh xắn như thế này nữa. Thì chị nghĩ là Miu Lê sẽ cố gắng ở trong next round ha, nếu em cố gắng hơn thì cảm ơn chị. Định kêu cô đó mà tự nhiên chuyển qua bấm cái mặt cười chi chị. Bây giờ lại không bấm nữa không? Em sẽ cho điểm. Với anh Sơn. Thì... Không, anh nói cho em nghe là tại vì thật sự ra anh có cái ấn tượng về cái diễn xuất của em từ cái vòng trước lần cho cái vòng này.
anh đã nói rằng là cái kịch bản này có lẽ là nó không có làm cho em có đất diễn. Dạ. Nhưng mà anh cũng rất là hy vọng là anh gặp em ở cái vòng tới. Dạ. Và anh cũng hứa là anh sẽ cho em một cái điểm cao nha. Nhưng mà bây giờ anh sẽ đổi ý kiến, anh sẽ làm một cái ngoại lệ là anh cho em một cái mặt cười để em được ba cái nha. Vậy là số điểm em trông chờ từ anh Lê đó nha. Dạ, em trông anh Lê dữ lắm. Thế là cô bé này cũng rất là xinh xắn, nhân dáng này cũng rất là sửa soạn á. Dạ. Mà hồi nãy giờ thì cũng coi thì ước gì cái kịch bản nó có cái đất diễn cho cô như chị Đào nói đó. Cô không, mình được ba mặt cười rồi là cười. Dạ, rất là đó. Có nhiều triển vọng. Bây giờ dạ. Số điểm của Quang Lê sẽ là ẩn số cho em nha. Dạ. Chúc em may mắn. Anh Lê. Số điểm của mọi người chứ không phải riêng Lê đâu. Ôi, thì mọi người đều cho điểm. Cảm ơn phần dự thi của thí sinh Như Lê và bạn trợ diện Ashland Đức. Chúng ta hãy cùng chờ đợi tới cuối vòng này xem số điểm của bạn là được bao nhiêu nha. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn ban giám khảo. À, thật sự là sau cái tiết mục của Miu Lê á, thì Miu Lê nghĩ là cái tiết mục nó chỉ là chưa đạt lắm. Nhưng mà Miu Lê hy vọng rằng á, là nếu mà có cơ hội lần sau mà Miu Lê vào một cái vòng trong nữa, Miu Lê sẽ cố gắng làm cho tốt hơn, mọi thứ sẽ là better hơn. Xin mọi người hãy ủng hộ Miu Lê lần nữa nha. Yes, Mai rất là thích cái tinh thần lạc quan của Miu Lê. Thì thật sự á, là các bạn thí sinh chúng tôi vẫn đang chờ đợi kết quả sau cuối vòng thi. Thì mình đâu có nên bi quan đúng không? Đúng biết rồi. Đâu mình lại đạt được số điểm cao rồi bước vô vòng chung kết thế nào đúng không? Chúc Miu Lê gặt hái chiến thắng nha. Yes. Một lần nữa xin cảm ơn nhà tài trợ tập đoàn mỹ phẩm Hương Thị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình này. Xin chào. Xin chào. Aslan rất là hồi hộp, không biết tí nữa là sẽ cái vai diễn của Aslan sẽ thành công đến mức nào. Bây giờ chỉ muốn đi thi để muốn biết cái sức của mình nó đến đâu và muốn biết cái các cái ý kiến của bốn vị ban giám khảo là như thế nào. Sau đây là phần dự thi của thí sinh Aslan Đức cùng với những bạn trợ diễn Leo Nguyễn, Duy Chim và Hana Nguyễn cho vòng bán kết. Xin dành một tràng pháo tay. Chào mọi người. Hôm nay ta đến đấy, chắc mọi người đang rất là tò mò tại sao này thằng Tây này ăn mặc như thế này và đi vòng vòng như thế này mà cái thằng này không nhìn thấy ta. Bởi vì ta xin giới thiệu, ta là thành Eros, thành tình yêu. Linh ơi, anh nói rồi, em đừng chia tay anh. Em mà chia tay anh á, anh tự tử cho em coi. Chim ơi, sao mà tự tử chị? Mình tỉnh đi chim. Mày nghĩ đi, Linh nó chia tay tao rồi. Tao làm sao đây? Tao phải làm sao đây? Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Thà là bỏ đi hết, ta chẳng nợ gì nhau. Cho quên đi đớn đau, khỏi bàn tâm ngày sau. Vì một người như thế có đáng hay không? Chào hai bạn trẻ. Hai bạn trẻ, có vấn đề gì vậy? Ta là thành Eros, thành tình yêu. Ta đến đấy để giúp cho hai bạn. Trời, mày thấy chưa? Mày thất tình thôi. Mày nó ế rồi luôn ba. Để tao. Anh trai. Sao? Em thấy Halloween cũng qua lâu rồi mà sao anh chơi dai vậy? Ai chơi lại anh? Úi giời ơi.
ta không phải là đại diện cho Halloween, ta đại diện cho Valentine. Còn lại ba, ba ngáo đá, ba đi về đi ba, còn không ba đi đầu thai giùm con đi, con đang thất tình đó, đang nóng đó. Này, không tin ta là thánh như gì, sẽ biết phép thuật của ta. Hồ Biêu. Ôi. Ê, Chim ơi. Mẹ. Chim ơi. Bởi vì Chim, ê, ông làm gì bạn tôi vậy? Mẹ không. Này, không tin ta là thánh như gì. Bình tĩnh nha. Hồ Biêu. Quấy đi hay em. Quấy đi. Bây giờ tin chưa? Tin ta là thánh chưa? Hồ Biêu. Trời ơi. Vậy là ổng là thần thiệt rồi. Thánh rồi mày ơi. Thánh ta bao là thánh nhé Rose mà. Thánh ơi, nếu mà thánh có phép thuật, thánh hãy làm cho bạn gái của con quay lại với con đi. Là con linh như gì? Trời ơi, ông biết tên nó luôn. Biết luôn, biết luôn mày ơi. Quá thần ơi. Ui dồi ơi, nãy giờ ngồi đây mà nghe hết câu chuyện của chúng mày rồi. Trời ơi, cái thần quá, ổn quá, ổn quá. Đây, bây giờ vấn đề của mày là em linh đúng không? Dạ đúng. Nhưng bây giờ ấy, thời buổi bây giờ nó thay đổi rất là nhiều. Không có em Linh thì có em Lan. Không có em Lan thì có em Leo. Ê, bậy. Ẩu ở ba. Không là thánh tình yêu, có phải là thánh LGBTQ đâu ba. Thôi nói chuyện kỳ quá. Này, vấn đề vẫn là chính là gì? Con em Linh đúng không? Linh đâu đến? Có Linh luôn. Hồ Biêu. Có Linh hả thần? Linh ơi, em về với anh hả Linh? Linh ơi, mày đâu rồi Linh? Minh ơi, em xin lỗi anh, em đã tìm ra được chân ái của đời mình rồi. Anh ơi. Ôi chết mẹ rồi. Ông bắn kiểu gì vậy? Ôi trời, nhầm, bởi vì ta đi bay rất là xa, bị chết lắc, không biết là bị lộn mẹ rồi. Từ từ, Hồ Biêu. Anh ơi, em xin lỗi anh một lần nữa. Em đã tìm ra được chân ái của đời mình rồi. Anh ơi. Ôi trời. Cái vấn đề này ta thích lắm ấy. Thần, thần lấy hàng của con luôn á thần. Tôi không phải, không phải. Ta bị lộn rồi. Từ từ. Hồ Biêu. Đó. Anh ơi, cuối cùng thì mình đã đến được với nhau rồi. Chân ai của đời em, anh Hoài Tâm. Ôi chết cha rồi. Hả? Anh Tâm. Hàng của em mà anh cũng lấy nữa hả? Không, anh bị ép em, anh bị ép. Anh có biết gì đâu nè. Bây giờ tôi yêu ai? Không sao. Tệ ta, ta là thánh mà. Không có người này thì có người khác. Hồ Biết. À, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Leo. Ê. Ôi, người anh em của ta. Chúng ta hãy cùng nhau về nhà. Mình đánh kiếm thôi. Ôi trời ơi, đây là một ngày làm việc của tôi. Cuối cùng ai cũng có người yêu, ai cũng có một đôi trái tim. Còn một mình tôi vẫn bơ vơ lạc lõng. Chẳng lẽ mãi mãi là như thế sao? Ai biết, hôm nay là tìm được một nửa trái tim của tôi. Anh Quảng Lê, anh Điều Anh. Cảm ơn phần dự thi của thí sinh Ashley Đức và các bạn trợ diễn Duy Chim, Leo Nguyễn và Hannah Nguyễn. Sau đây là phần nhận xét từ những vị ban giám khảo của chúng ta. Em sạc quýt ai đây? Chị Đào nha. Lady first. Ok, thì thực sự ra đây là một kịch bản rất thú vị. Nó có rất nhiều yếu tố bất ngờ trong đó. Và cái việc mà Aslan tạo hình thành một thần tình yêu thì có lẽ là mình nghĩ là trong nhóm thí sinh là không có ai có thể tạo hình giống hơn Aslan được nữa. Và nhất là cầm cái nỏ để đi bắn tình yêu. Và nó có rất cái nhiều cái bất ngờ trong đây, tình yêu rồi người này yêu người kia, người yêu kia người nọ. Và Hồng Đào có một cái thú vị thế này là đến cuối cùng khi từng thần tình yêu đi ban phát tình yêu cho mọi người, giúp mọi người yêu nhau thì thần tình yêu lại rất ư là cô đơn. Mà thường thường là như thế, thường thường là lo cho mọi người mà không lo cho mình. Thì với Hồng Đào rất là thích
Duy chỉ có một cái điều là ở trong đây thì vẫn thấy là Aslan không có nhiều đất diễn lắm. Đất diễn vẫn thuộc về ba cái bạn còn lại. Trợ diễn. Cho nên là mình thấy là nếu như mà bạn khôn khéo hơn mà tính toán hơn á, để bạn nắm được tất cả những phần diễn chính á, thì tại vì bạn vẫn cô đơn mà, bạn vẫn yêu một trong những hai anh chàng này, hoặc là bạn yêu cô Linh nào đó mà bạn cố gài người này gài kia, hoặc là bạn nói xấu, bạn coi như bạn bắn một cái cung để cho hai người yêu nhau, nhưng song song đó là bạn nói xấu Chiêm hay là nói xấu Leo gì đó để bạn chiếm được Linh. Ví dụ mình có, tức là nó phải có cái mâu thuẫn đó thì bạn mới có cái để mà diễn xuất nhiều hơn. Nhưng mà mình rất thích cái kịch bản này, và mình thích cái cấu kết tất cả mọi thứ tạo hình của bạn trong cái tiểu phẩm này. Thank you. Wow. Một mặt cười đến từ giám khảo Hồng Đào. Em mời anh Sơn. Anh Sơn hãy cho vài lời nhận xét đi ạ. Anh đồng ý với lại chị Hồng Đào về cái tiết mục này. Và anh cũng xác nhận là trong cái tiết mục này, những người trợ diễn của em có vẻ nổi bật hơn em. Em chỉ nổi bật khi mà mọi người rời đi, là lúc đó em đứng lại sân khấu. Mà khúc đó em diễn rất là hay, thấy được cái sự cô đơn của em, rồi em tạo một cái bất ngờ là em chạy xuống quăng lê. Thì đó là nó quá ngắn để mà có thể cho một nụ cười. Nhưng mà anh nói thật, anh sẽ không cho em một nụ cười ngay lúc này, nhưng mà anh sẽ cho em một số điểm cao để mà khi mà được cộng điểm em có một cái lợi thế nha. Cảm ơn ạ. Cảm ơn lời nhận xét của giám khảo Đồng Trơn. Em mời lời nhận xét của anh Quang Lê. Thật ra thì mình khi mà mình diễn chung nhóm á, là mình rất là nguy hiểm, nằm trong cái chỗ mà rất nguy hiểm, chị Đào thấy không? Đây trong ba bạn diễn phụ á, rất là xuất sắc luôn á. Tôi nói thật là tôi cười cho những bạn diễn phụ đó nhiều lắm. Thì, thôi bây giờ mình cứ nói là những người thi chính thì còn các bạn diễn phụ thì có xuất sắc hay không xuất sắc mình cũng không có tính trong đây. Đúng giờ rồi. Mình cứ nói với Aslan thôi. Thật ra thì Aslan diễn cũng rất là tốt, chứ không có gì mà khác với các bạn diễn phụ cả, nhưng mà cái đất diễn của bạn nó bị ít lại thôi. Thì anh Sơn cũng nói là làm tôi cũng bất ngờ đó. Thì không cho một mặt cười, nhưng mà sẽ cho một số điểm tương đối cao. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh Quang Lê. Và em mời là nhận xét của anh Hoài Tâm. Anh có viết xuống như đây là em tin vào nhân vật, em diễn là em believe cái nhân vật em. Yes, em là thánh, em ra em giống như vậy. Anh thích cái điều đó. Và ngoài trừ tạo hình ra này nọ thì đương nhiên dạ em tin vào cái nhân vật em, nên anh thấy em diễn nó ra. Anh thích luôn là tại vì anh nghĩ là em là người nước ngoài, em là người Thổ Nhĩ Kỳ. Và em học cái tiếng Việt của mình. Em nói là ồ không có con Linh thì mình có con Lan rồi con Lam rồi Leo, em Leo, con Leo. Đây tại vì bên đây là Leo Nguyễn mà em lại biết là con Linh con Lam rồi con Leo thì anh nghĩ là anh phải cho em cái điểm cộng đó liền lập tức. Thì cái điểm cộng đó và cái phần cuối thì anh không nói gì nữa hết, nên là anh thấy là để mà mình nắm bắt những cái trick của ngôn ngữ với nhau different để mà play luôn thì em xứng đáng được một mặt cười. Một mặt cười của anh, nhưng mà anh cũng sẽ cho em một cái số điểm rất cao luôn. Xin cảm ơn lời nhận xét cũng như là mặt cười đến từ giám khảo Hoài Tâm. Vậy là thí sinh Aslan đã nhận được hai mặt cười từ phía hai giám khảo. Như tiêu chí ban đầu thì bây giờ chúng ta sẽ chờ tới cuối vòng xem những vị giám khảo sẽ chấm tổng điểm cho bạn bao nhiêu nha. Cảm ơn các bạn. Aslan vừa mới thi xong, thi xong cái vòng bán kết rất là hồi hộp, không biết là kết quả sẽ là như thế nào, nhưng mà rất vui. Và vui nhất là Aslan đã có một cái vai trò là thành tình yêu, bởi vì tình yêu của Aslan luôn luôn dành cho Việt Nam và muốn cái tình yêu đấy và cái nụ cười đấy dành cho tất cả những người Việt Nam sống tại Mỹ và sống ở Việt Nam. Và sau đây là phần dự thi tiểu phẩm độc thoại của thí sinh chú Anh Dũng. Tên đặc biệt.
chào ban giám khảo. Tôi cũng xin một vài phút nói vài câu cho nó lấy bình tĩnh lại, tại vì tôi cũng hồi hộp lắm. Thì đời tôi cô đơn nên đi thi cũng cô đơn. Thành anh Hoài Tâm có nhắc là nên làm thành một cái tiểu phẩm, và chính là tôi cũng sẽ giúp trong một vài vai phụ sắp tới. Nhưng mà riêng cái tiểu phẩm của tôi, thật ra nếu mà làm thành một cái kịch ngắn cũng được, tôi cũng muốn làm như vậy. Nhưng mà cái người mà tôi tha thiết muốn được đóng chung, cái người tôi muốn có mặt trong cái tiểu phẩm này, cũng chính là nhân vật của tiểu phẩm này, thì tôi không thể mời họ đến diễn được. Thì tôi đành phải biến cái tiểu phẩm đối thoại thành ra một cái tiểu phẩm độc thoại. Thì cái năm 2008 nước Mỹ, bây giờ là tôi bắt đầu vào thi đây, còn nãy giờ là nói tào lao thôi. Năm 2008 nước Mỹ rơi vào một cuộc khủng hoảng về tài chính và kinh tế. Đó là một cái vấn đề rất lớn, nhưng nó lại ảnh hưởng đến một cái sinh linh nhỏ bé là tôi. Tôi bị thất nghiệp, không có việc làm. Thì khi đã thất nghiệp rồi thì đâu có cái gì làm nữa. Lại có tí tiền trợ cấp thất nghiệp thì tôi cứ đi cùng với bạn bè nhậu nhẹt, quán này xong qua quán khác, độ này xong qua độ khác. Rồi cuối cùng nó thành cái thói quen, tối nào không nhậu không chịu được. Tôi đi về khuya, vợ buồn giận mãi, rồi cuối cùng một hôm cô quyết định là cô khóa cửa lại, không cho tôi vô nhà nữa. Nửa đêm ngoài phố khổ vô cùng. Thì tôi năn nỉ mãi, tôi đứng ở dưới tôi gọi, em ơi, cô ở trên lầu. Tôi nghĩ là hay là mình là Romeo đi cua Juliet hay sao? Không, nhưng mà tôi thấy đúng ra là tôi đang là một con giun ngước lên trời, mong trăng sao vời vợi xuống đây mở cửa cho tôi vô. Hôm đó lại trời mưa nữa. Em, anh van em một lần nữa, đừng nhốt anh ngoài trời đang có mưa. Em, anh van em nói đi, em nói đi, 5 phút nữa cho anh vào nhà. Nếu vì em nhốt suốt một đêm mưa, anh tin chắc rằng mình sẽ bị ướt. Nếu mà anh ướt thì nhất định anh đau. Khi anh đau ốm em vui gì đâu. Không ngờ cái câu kết của tôi như vậy đánh động vào cái lòng bao dung của người phụ nữ, đánh động vào cái mối tình yêu thương của vợ đối với chồng. Vợ tôi lật đật chạy xuống mở cửa cho tôi vào. Ngoài ra cô còn nghĩ thêm, nếu mà để cho tôi đau thì cô sẽ có thêm bao nhiêu là việc nữa, cạo gió rồi xông hơi rồi cháo gừng cháo hành vân vân. Thành ra là cô cho tôi vào. Lúc đó bây giờ tôi đang xỉn rồi, tôi thấy được đi vào nhà là một cái thắng lợi lớn rồi. Tôi bảo là, bây giờ mình học khôn, từ đây về sau không bao giờ đi nhậu ngoài đường nữa. Thế là ban ngày tôi đi mua rượu, tôi đi mua bia, tôi chất một đống ở nhà. Tôi mua mồi xanh đỏ tím vàng bỏ hết trong tủ lạnh. Từ bây giờ tôi nhậu ở nhà, tôi không có sợ ai nhốt nữa. Không biết có ai muốn chia sẻ kinh nghiệm này hay không. Nhưng mà tôi cứ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, tôi nhậu. Thì nhà tôi cũng buồn lắm, mệt, chán. Rồi một hôm cô nói rằng là ông ngồi mãi bên song cửa, tôi chạy đôn đáo ngoài đời, buồn buồn bán ban nơi nơi, ông cứ ngồi khơi khơi nhậu. Ông chỉ là ông xã thôi, nào đâu phải là ông trời, triền miên
sáng say chiều xỉn, làm khổ thân tôi suốt một đời. Thưa quý vị, nhất là quý vị nam giới, chúng ta đi cưới vợ, chúng ta luôn luôn mong cầu, mưu cầu cái hạnh phúc tốt đẹp cho cái người chúng ta yêu quý. Thế mà vì vô tình, vì ham vui, tôi trở thành một cái người thiếu trách nhiệm, đến nỗi cái người bạn đời của mình phải thốt lên một câu đau đớn: anh làm khổ thân tôi suốt một đời. Tôi hối hận lắm, tôi buồn lắm. Tôi thao thức hết đêm này đến đêm khác, đang thất nghiệp đâu có cách nào khác để an ủi vợ. Tôi bỏ hết tâm trí vào viết những bài thơ để ca tụng vợ, để nhắc lại cái buổi ban đầu tình cảm, hẹn hò nhau vân vân. Tôi viết mấy chục bài thơ tình, tôi chép vào một cuốn sổ rất là đẹp và sẽ định tặng vợ tôi vào cái ngày sinh nhật. Thì hôm sau là ngày sinh nhật, thì hôm nay tôi viết lên cái trang đầu lời là: thiết tha âu yếm trao về Thùy của anh. Thùy, tức Thùy Mị là tên vợ tôi. Nhưng mà khi tôi viết đến chữ Thùy, tự nhiên có một cái gì xúc động quá là tôi lại viết thành ra dấu sắc, thành ra là chữ Thúy. Tôi đâu có quen ai tên Thúy đâu, nhưng mà lại viết bằng cái Sharpie, là cái marker đen, không cách gì xóa được. Thúy thì đã đi rồi. Bây giờ tự nhiên thì tôi vội vàng, tôi nghĩ là cái này chắc phải lấy chanh hay lấy giấm gì mới xóa được. Tôi chạy xuống bếp lấy, thì khi tôi vừa đi lên nhà thì đã thấy vợ tôi đứng cầm cái cuốn thơ ở trên tay, mặt mũi hầm hầm lật qua lật lại. Sau đây là cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng tôi. Quý vị vui lòng thông cảm, tưởng tượng dùm lúc nào là lúc vợ tôi nói và lúc nào là lúc tôi nói. Cho tôi lấy hơi chứ. Anh đã vì ai làm thơ tình ai? Tôi đếm sơ sơ 6-70 bài. Chuyện động trời tôi không hề biết, tôi vừa đi làm về là chui ngay vào bếp. Vậy thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa, thế đứa kia là ai? Tình tú trời cao thì kệ tình kệ tú, anh đem xuống chi đây cho vũ trụ đen ngòm. Còn bà nào cao sang quyền quý thì cảm phiền cho tôi địa chỉ. Rồi lâu đài mang tên tình ái, nếu anh vẫn dám vô thì mời anh. Không, dạ xin cảm ơn. Không, lâu đài tình ái đó nó đâu có trên trần gian. Em không vui lòng ngừng tiếng hét, chắc anh cũng bay theo thiên thần. Úi da, lâu đài tình ái đó nó mãi đầu những tình cầu xa. Anh đây vô tình chỉ đi qua, nào có bước chân vào đâu. Em đã tịch thâu tập thơ tình ái, cho mắt anh xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình nghe hơi khủng bố, từ giờ chưa không mơ mộng nữa, từ giờ chưa thơ cũng không làm nữa, sống ngoan ngoãn vâng theo lời em. Tôi cảm động quá, xin lỗi ban giám khảo, xin lỗi quý vị, tôi không có cầm cái nín được, tôi hay khóc lắm. Và tôi thấy tôi khóc thảm thiết quá, cô an ủi: em đốt giùm anh tập thơ tình ai, tuy cháy thơ anh cho đỡ phải cháy nhà. Từ giờ về sau anh phải nhớ, dù là làm thơ hay hoặc dở, dù lâu đài xây to hoặc nhỏ, đón hai đứa, đứa kia phải là em.
Dạ, xin cảm ơn. Chuyện gia đình của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi. Em với Hai giống nhau nhỉ? Hai em cái cầu chót là cho em cũng bấm luôn. Dạ, Hai cũng mới bấm đúng không? Anh Sơn có bấm không? Anh đã bấm từ rất là sớm rồi. Ôi, anh bấm từ rất sớm mà. Ồ, ok, em với chị cầu chót. Chúc mừng chú đã hoàn thành phần dự thi của mình. À, thì Quang thấy ở đây là chú có được hai mặt cười. Yeah. Thì bây giờ Quang sẽ phỏng vấn những người không cho mặt cười. Yeah. Bây giờ em xin mời anh Đồng Sơn. Thật ra anh là người bấm sớm nhất. À. Chú có một cái tài diễn mà gọi là diễn nhưng mà không diễn. Chú làm cho cháu có cái cảm nghĩ là gì nè. Không biết là chú đang kể về cái đời thật của chú hay là chú đang diễn. Cái điều đó làm cho cháu cảm thấy rất là bất ngờ. Cho cháu hỏi thật sự ra cái câu chuyện của chú kể ra là câu chuyện thật của chú không? Hay là chú đang make up lên để mà cho cái chương trình này thôi? Còn cái này đoán thôi nha. Anh Sơn hỏi cái đó thì em đoán thôi nha. Con nghĩ đây là câu chuyện thật của chú mà chú có mix qua mix lại để nó thêm màu sắc và để như là nó flow vô thành một cái câu chuyện. Con đoán thôi. Rồi, giờ chú có thể trả lời không biết. Dạ vâng, thưa anh Tâm đoán rất là gọi là đúng hết thì không đúng hết nhưng mà cũng mãi mãi như vậy. Tức là nó cũng có trên cái sự thực. Và rồi thì tôi cũng sân khấu hóa nó lên thêm một chút. Có nghĩa là cái vai người vợ của chú là có thật. Dạ. Và chú mượn cái vai người vợ đó để mà chú làm thêm những cái bài hát. Rồi xong chú tạo thêm những cái tình huống như là tại sao có cái bài này, tại sao có cái cuốn sổ kia, tại sao cái cuốn sách, đúng không? Dạ vâng, dạ, thì đúng. Cái phục của cháu giống như nãy cháu nói với chú là chú đã diễn mà giống như cháu thấy giống như không diễn nha. Chú đang kể cái cuộc đời của chú vậy đó. Cái vòng trước mà chú đã từng nói một cái câu gọi là tôi tôn trọng phụ nữ cho nên tôi mới sống được tới bây giờ. Cái câu đó nó làm cho cháu nhớ hoài cho tới giờ luôn. Thì khi mà chú diễn ngày hôm nay thì cháu thấy rằng là cháu cảm động về cái tình cảm của chú dành cho người vợ. Và chính cái tình yêu đó đã tạo nên cho chú ngày hôm nay một cái người rất là duyên dáng, có đầy cái kinh nghiệm sống và có những cái ý nhị mà bên trong của chú nói, chú kể mà cháu cảm thấy nó không có diễn kịch tí nào hết. Và một cái ý nữa, với vai trò của một người làm âm nhạc, cái vòng trước cháu cũng đã nói tới là chú không có dùng những cái lời hát là nhạc chế, mà cháu chỉ có cảm tưởng là chú chỉ dùng nhạc để mà chú diễn tả những gì chú muốn diễn tả thôi, chứ không phải là nhạc chế nữa. Thì đó là cái điều mà cháu cảm thấy rất là tâm đắc từ chú. Và cháu rất là mong muốn thấy chú có mặt ở vòng chung kết, nhưng mà cháu hy vọng chú sẽ có một cái gì đó mới hơn để mà bất ngờ cháu nha. Thì cháu đã cho chú có mặt cười rồi thì chú sẽ chúc mừng cháu. Vậy là chú có được ba mặt cười. Còn em Bảo Lê thì sao ạ? Thôi để cho anh Tâm với chị Đào nói trước. Dạ. Dạ mời chị Hồng Đào. Dạ, trước tiên thì là đợt này là tại vì Tâm nói là sẽ tất cả đây là tiểu phẩm hết. Dạ, cho nên khi mà chú ra thì cho nó lại tại vì cháu rất là mong là chú làm một cái gì cho nó có tiểu phẩm, tức là có bạn diễn, nhưng sau đó chú nói là chú đổi một cái đối thoại thành độc thoại thì cái đó nó vô cùng khó và cháu rất là mong chờ là chú làm như thế nào để chú có thể đổi một cái độc thoại thành đối thoại. Thì khi mà chú càng diễn thì cháu lại thấy là chú vẫn có thể độc thoại được mà người ta vẫn tưởng tượng ra được một cái khung cảnh gồm có hai người. Dạ rất rất dạ rất là chú rất là thông minh. Tức nhất là này, một cái kịch bản thôi, giống như Sơn nói là chú diễn như không diễn, tức là nó vừa đời, nó vừa sân khấu, nó cứ lẫn lộn qua lại như thế. Nhưng mà cho dù như thế, cho dù là mình có cảm giác là chú đang ngồi chú kể lể vào một cái chuyện cuộc đời chú, nhưng thực sự kịch bản nó có đàng hoàng, nó có mâu thuẫn, nó có cao trào, nó có giải quyết tất cả mọi thứ và nó có những chi tiết rất là thông minh. Chẳng hạn như là chú đi nhậu về xong rồi vợ ghen và cháu rất thích cái hình ảnh balcony của Romeo and Juliet. Mà cháu nghĩ như này là tại vì cái thế hệ của chú hoặc của cháu thì còn, hoặc là của Đồng Sơn thì còn mới còn nhớ tới cái hình ảnh đó, vì hình ảnh đó là nó biểu tượng trong tình yêu tuyệt vời. Không, không nha đẹp. Dạ, thế hệ em cũng biết Romeo and Juliet và chú đã lấy được cái nụ cười của em liền ngay đó. Đó thế hệ dạ, em, thế hệ mà 9X đời cuối đó. và một cái thông minh nữa đó là cái Sharpie nó không thể sửa chữ Thùy thành chữ Thúy được. Đó, cái đó một trong những cái mà chi tiết nó rất thông minh để nó gây ra cái mâu thuẫn cho bà vợ. Dạ, rất là hay. Và một cái nữa là cháu thấy là chú rất là rành tâm lý phụ nữ, bởi vì phụ nữ là rất là bao dung.
chỉ cần là ông chồng làm lỗi tày đình mà chỉ cần về coi như là năn nỉ khóc lóc hay làm bộ bệnh hay làm bộ đau bụng là hoàn toàn bà vợ bà sẽ tha thứ ngay lập tức. Cái điều đó là cái điều cháu rất là thú vị. Đúng vậy. Đúng, điều đó là chị có. Nói em không đồng ý, chị nói cái điều đó là chị rất thú vị nha. Chị phải nói lại cái điều đó, chị rất kinh nghiệm. Chứ không phải là, chị không thể nào nói chị rất thú vị. Kinh nghiệm là chị thích. Chị phải nói chị có vậy, cái điều đó cháu rất là kinh nghiệm. Có lẽ là Hoài Tâm dùng chữ đúng hơn không chị? Dạ vâng, nên cháu rất là giống như Sơn nói là cháu rất là ái mộ những người đàn ông tôn trọng phụ nữ và tôn trọng tình yêu của mình. Cháu ái mộ lắm luôn á. Cho nên là với cháu thì tiết mục đây là một tiết mục hay nhất đối với cháu ngày hôm nay, vì chú chỉ có một mình chú mà chú làm được tất cả mọi thứ. Và cái message chú gửi lại cho khán giả cũng rất là hay. Một tình yêu chung thủy, một cái giữ gìn hạnh phúc gia đình, không làm vợ buồn tất cả mọi thứ để có một cái gia đình hạnh phúc, thì cái điều đó là cái điều cháu rất là thích. Cảm ơn chú rất là nhiều đã cho cháu. Cảm ơn. Mà không biết chị Đào, anh Sơn cũng như là Tâm và Lê có cảm nhận không, thì anh ngồi ở dưới anh xem thì cái lối diện của chú rất là điềm đạm, nhưng nó lại biểu hiện lên một tình cảm đối với vợ của chú rất đẹp, rất cao cả. Yes, yes. Cho cháu hỏi là chắc chú rất là thương vợ à? Tôi nghĩ là bây giờ anh hỏi vậy mà trên sóng lẽ chú nói không. Tôi nghĩ là vợ tôi thương tôi hơn là tôi thương vợ. Đó là cái điều nói thật. Dạ. Bởi vì đàn ông thì cũng hay. Thì sao chú? Nhưng đàn ông biết sai bao giờ cũng ok. Dạ, đúng không chú? Vâng. Mình làm sai thì mình biết sai là mình ok. Thấy không? Đúng không chị? Đây là vấn đề là diễn viên hay cái chỗ này nè. Người sẽ hay chỗ này là chú chỉ cần nói đàn ông thì ngưng là chỗ đó, nhưng mà nó có rất là nhiều. Cái nghĩa đằng sau đó, cho nên con nghĩ tại vì chú không theo nghề thôi, chú theo nghề chú là một diễn viên đại tài đó. Em định hỏi chị Đào đó là giống như chú Dũng như vậy, chú Anh Dũng, nếu mà chú mà theo nghề đó, chú làm mà cái bên là gọi là cái mảng mà opera đó chị, cái mảng mà nhạc kịch đó. Musical, musical đó, em nghĩ là rất tuyệt vời luôn, tại vì giọng hát có tài của chú, rất là cái giọng của chú rất là dễ thương, rồi anh Tâm với chị Đào, với anh Sơn nói rồi đúng không? Bây giờ tới em đó Lê. Mời Lê đó, Tâm không nói vậy, Tâm nói chung với chị Đào rồi đó. Nói thì, đi, nói tiếp đi. Không, Tâm thì không có thật sự. Với chú Dũng, tập trước Tâm đã nói rồi. Quý vị biết không, thật sự ra khi có mình mở một cuộc thi, mình có một nhân tố như chú Dũng tới thì mình định là ok thôi chú vô, vô kệ đó, mình đem chú vô đi một vòng, hai vòng để gây câu view, câu like. Dạ, nhưng mà con đã nói dòng trước rồi. Dạ, ở đây nó không còn câu view, câu like gì nữa. Mà thật sự như chị Đào nói, chú là một nhân tài. Và thật sự là đến bây giờ mọi người mới biết chú thiệt. Dạ, nói chung là thôi, kệ có thì hưởng. Cảm ơn chú rất là nhiều đã đến với chương trình The Next Comedian. Cảm ơn chú. Nhưng mà con mong vô trong cái vòng mà chung kết thì con nghĩ là con mong chú có một Juliet để cùng diễn với Romeo. Con rất mong điều đó. Rồi hồi nãy giờ là chú nghe coi như là những lời mưa khen của anh Sơn, chị Đào, anh Tâm. Nhưng mà con á, thì con có một cái thắc mắc là ai cũng dành cho chú lời khen từ một cái cách diễn của chú. Hồi nãy con ra con thấy chú đứng nói như là một cái người đang giảng một cái thuyết trình cho cả hội trường phẳng lặng ngồi nghe chú. Và hôm nay tuổi chú đã cao rồi thì cháu thắc mắc là mấy chục năm kia cái lửa của làm nghề của chú đâu mà chú không làm, mà chú đợi phút này chú mới lộ diện. Đó là câu hỏi của cháu, tại sao đến bây giờ chú mới xuất hiện? Vợ thì không cho. Thì cái câu hỏi này trong lần thi trước anh Hoài Tâm cũng có hỏi. Dạ. Thì tôi nghĩ rằng có nhiều cái lý thuyết của tôn giáo đều nói vạn sự khởi từ cái duyên. Dạ vâng ạ. Trước hết là cảm ơn anh Đồng Sơn. Lần này tôi chưa làm được cái điều anh nhắc tôi lần trước, tức là muốn thấy tôi thể hiện một cái gì khác hơn là mấy cái bài hát này. Thì thật tình mà nói đó, là tôi đã nghĩ ra một cái mà tôi nghĩ là cũng ác liệt lắm. Nhưng có hai cái làm cho tôi làm không kịp. Cái thứ nhất là thời gian. Cái thứ hai là cái thời gian để tôi edit cái đó, và cái thứ hai là cái thời gian ở trên sân khấu.
từ hôm qua đến hôm nay là tôi khổ sở với 7 phút của anh Hoài Tâm. Tôi cứ để đồng hồ, lần nào hát khô cổ họng rồi 7 phút rưỡi, 7 phút 15, 8 phút vân vân. Nhưng mà bây giờ thì được thả ra, cho nên mới có mấy cái câu tào lao tôi nói lúc đầu. Chứ còn nếu không là tôi lên tôi chạy ào. Nhưng mà thật tình mà nói, mà tôi nói 7 phút đó, là tôi khổ tâm lắm. Không những khổ tâm mà tim nó cũng ép là hụt hơi. Thành ra hôm nay trước nhất là tôi xin hứa với anh Đồng Sơn, nếu may mắn tôi được vào vòng trong, hoặc là trong mùa sau mà tôi chưa vào nước sinh hôm, tôi sẽ trở lại với một cái mục giống như ý của anh Đồng Sơn. Tôi cũng rất cảm ơn những lời nhận xét của Hồng Đào về vấn đề tâm lý đối với phụ nữ, cũng như anh Hoài Tâm. Trong mấy cuộc thi này, anh Hoài Tâm cũng nhắc nhở và hướng dẫn cho tôi được nhiều cái kỹ thuật trên sân khấu. Và đặc biệt hôm nay là một giám khảo mới, tôi được tiếp xúc lần đầu. Thì gọi là bây giờ nói ái mộ Quang Lê thì chuyện nó thừa quá, ai cũng vậy rồi. Bây giờ tôi tặng Quang Lê một câu hò Huế. Không phải là hò Huế, nhưng mà thật tình tôi muốn đem một cái bài hát Huế để hát trên đất Mỹ này với cái điều kiện ở trên đất Mỹ này. Chúng tôi hát nháp 4 câu thôi. Ai qua xứ Mỹ thì qua, ai về là về Tách Xịt, ai về về Nevada. Tới Nevada thì thăm Las Vegas, đem theo một túi bạc mà thử vận thời. Được thì may, không được thì lùi ngay, đừng để trắng tay. Ai đi qua Mỹ thì đi, ai về là về New York, ai về là về Cali. Tới Cali thì thăm Hollywood, qua New York thì gặp nữ thần. Thần tự do ơi, thần tự do, đứng mãi sao không mỏi giò. Cái bài này từ từ tôi viết thêm sao hôm nay là kêu chú tặng mộc cho ca sĩ Quang Lê. Chú ơi, chú tặng Quang Lê, nhưng mà cái phần khi nào chú viết hết rồi chú nhớ bán bản quyền cho con. Chú giờ Lê ca hát thôi chú. Dạ. Yeah, con chỉ có một cái thắc mắc là bởi vì hồi nãy giờ con lúc đầu á thì con xem chú như là một người thuyết trình, mà đến lúc nửa cái phần sau đó là con bắt đầu cười rồi. Con khi mà chú vào tình huống mà ngoại tình á để khiến gây tâm lý cho bà vợ hiểu lầm đó, thì lúc đó con bắt đầu cười rồi. Thì con mới nói ồ chú này tài năng đấy. Thì con thắc mắc là bởi vì sao mà chú không có thể sớm hơn, bắt đầu sớm hơn, giống như con là con sinh ra là con phải làm ca sĩ, con thề luôn á. Con trốn học, con đi làm và con phải hát. Nổi hay không là cái số, nhưng mà hát là phải mong muốn, đúng không? Đó, em đạp bao nhiêu thứ. Em như là khổ sở lắm á. Để em là lên trên trung tâm. Chú biết không, rất là ham hát. Mặc dù là bây giờ nổi tiếng lên sân khấu hát rồi nha, mà về tới khách sạn vẫn hát. Ở chung hát tới 2-3 giờ sáng, 4 giờ sáng vẫn hát. Hát không cho người khác ngủ. Cảm ơn tiết mục ngày hôm nay. Con chỉ ngồi trong cái vòng này thôi. Con biết là cái vòng chung kết con sẽ không ngồi, nhưng mà con rất là hân hạnh được gặp chú trong đây. Con kính chúc chú thật nhiều sức khỏe để cho vòng kế tiếp. Con xin tặng chú một mặt cười. Rồi là chúc mừng chú đã có được 4 mặt cười. Và chú sẽ bước vào vòng chung kết. Xin một lần nữa rất cảm ơn ban giám khảo cùng những lời nhận xét thân tình và rất là tâm đắc, làm cho tôi có cái tự tin hơn để mà
kết duyên với văn nghệ sâu hơn. Xin cảm ơn anh Lương Trường Quang. Cái tiểu phẩm kỳ này là em chuẩn bị lâu chưa? Dạ mới có một ngày anh ơi. Hả? Dạ. Vậy hả? Dạ. À, rồi em tập vợt với bạn diễn em bao lâu? Dạ cũng có như hai lần vậy thôi, lần chút vậy thôi. Tại vì bác thì cũng lớn tuổi rồi, bác cũng mệt. Dạ. Dạ. Với lại anh Hoàng thì cũng busy lắm, ảnh phải diễn tiểu phẩm ảnh rồi còn mọi người nữa. Và sau đây là phần dự thi vòng bán kết của thí sinh Lâm Tuyết Trang. Cùng với hai bạn diễn hỗ trợ, thí sinh Chú Anh Dũng và thí sinh Hoàng Chuồng. Cái Chú Anh Dũng đấy. Trăng ánh trăng mờ màng, thường trăng canh khuya mai làm cô dâu. Chàng tôm chắc chắn là giàu hơn cô nhà, cô xí, cô nhiều đô la 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 la. Chàng chê đi quá thiệt thà, làm sao lo nổi được em cả đời. Oh yeah, em gái quê ngoan hiền, xinh xắn nết na, ai mà hơn em. Người theo không phải là giàu sang, cũng là tương tá ông này mà ông kia. Mà sao em cũng không thèm nè, vì mê sao muối đẹp chai muscle. Trời ơi thích dễ sợ luôn, thích sao muối quá. Dạ kính thưa quý vị, em tên là Tuyết Trang, năm nay em 39 tuổi, em qua Mỹ năm 2009. Dạ, em sở hữu ba dòng là 90, 60, 90. Dạ, em đang bán quán cà phê 4 số 9. Dạ, em mơ ước một anh chàng lịch lãm cao to lớn, chỉ là ước mơ cuối cùng chỉ là mơ ước mà thôi. Nhưng thực tế cái người yêu của em sở hữu một cái thân hình là có một múi. Dạ, cao 1m4. Dạ, nhưng mà em yêu, yêu cái điểm là biết cái gì phải không? Trời ơi, anh nói chuyện á, trời rất là vô duyên vậy đó. Nhưng mà vô duyên dễ thương, thương cái vô duyên đó nó. Nhưng mà nghèo quá, cuối cùng á em phải chọn lấy một anh chàng Việt kiều USA. Và chút xíu nữa đây em sẽ lên xe bông, em sẽ trở thành nữ Việt kiều. Trời ơi, anh chàng này á em không có yêu, không yêu miếng nào hết trơn á, nhưng mà có tiền. Em quyết định bóc tiền của người giàu lụm bỏ qua cho người nghèo. Mà cuối cùng sao mình giống nữ anh hùng siêu đại hiệp quá vậy ta? Chưa có quan trọng nha, đừng cho hai thằng nó gặp nhau, nó mà gặp nhau thay vì lên xe bông nó thành lên xe tang đó. Ơ chết cha, 12 giờ rồi. Trời ơi, ủa Tôm đâu sao chưa tới ta? Tôm ơi, trời ơi, ba hồn chín vía. Tôm Trang ơi, Trang, anh tới rồi nè. Trời ơi, thấy anh đẹp trai không? Ừ, nghe nè, trời cưng. Trời ơi, sao anh đẹp trai quá trời vậy? Bữa nào anh cũng đẹp trai hết trơn á. Anh ơi, anh có biết đó, hôm nay là ngày rước dâu, sao anh lại trễ quá vậy? Ồ, anh đi công chuyện. Anh đi qua ngân hàng nè, anh rút đô la cho em. Cà ra với bông hột xoàn. Wow. Sổ đỏ luôn, sổ vàng. Anh đem về anh tặng người yêu. Tê tê rè tê. Em thương anh rất nhiều. Ừ. Anh già xấu em cũng yêu. Hả? Em sẽ gọi anh bằng chồng. Hai đứa đi động phòng, anh mong đợi từ lâu. Lâu. Ôi anh ơi, bây giờ nè em nói anh nghe, bây giờ mình để đi đi, biết sao hôn? Không. Ăn uống cái gì chưa? Mới có sức mà động phòng chứ. Ăn uống đi. Cái sức gì? Động. Hả? Em nói là anh ăn uống cái gì chưa? Mới có sức mà động. Anh đâu có đau họng hồi nào đâu.
hiểu rồi. Dạ bây giờ gì đi. À thôi giờ Dương Dương tắm nha. Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Xong rồi em vào. Thì anh giàu anh mới chị từ bên Mỹ về cưới em được chứ. Giàu lâu rồi. Tía má xanh là đã giàu rồi. Dạ thôi bây giờ gì đi. Hiểu rồi đó, hiểu nữa rồi đó. Thôi bây giờ đi nha, vô tắm nha. Rồi chút xíu em vô nhớ tắm thơm tho đàng hoàng nha. Rồi. Vô nha, vô tắm đi. Trời ơi, dễ thương quá. Coi chừng té đừng có xô. Dạ không có đâu anh. Trời ơi, cưng muốn chết luôn vậy đó. Anh ơi, khi nào tắm xong gọi em nha. Ủa anh có nghe em nói gì không? Ngủ rồi. Trời ơi, chưa có làm ăn gì mà ngủ liền thế chưa. Lấy mấy ông già lợi lắm. Lấy hôm nay mai nó chết hốt hết. Trời ơi, sướng quá. Ông mau mà hốt. Cái này bây giờ là quýt tươi. Quýt tươi rồi. Mong mai mà chưa đi. Trời ơi. Đứng im. Dục dạ. Dít dít. Dạ anh ơi ơi anh đừng có giết em. Dạ có nhiều anh lấy hết đi. Dạ dòng vàng rồi cái gì anh lấy hết đi. Dạ đừng có giết em, tha mạng cho em được rồi. Tôi dạ, không dạ. Có lấy cái gì hết trơn á. Vậy cho anh lấy gì anh? Tôi chỉ muốn lấy em thôi. Trời ơi, giận nè. Quỷ nè. Giận gì giận? Người ta liên lạc với nhau 2 tuần 3 tuần nay luôn, 14 ngày phải ít đâu. Nghĩ sao khóa máy không chìm gặp ta lại sao? Giận chứ bộ. Ai nói 14 ngày? Chứ mới nhiều. Có nửa tháng à. Trời ơi, 14 ngày cũng chịu nửa tháng. Nhìn nha. Dạ. Tôi thấy lạ lắm nha. Đeo cái lớp cô dâu kìa. Ủa làm cái gì vậy? Hả? Trời đâu có đâu. Ở cái này ở chợ cũ đó, nó sale cái em mua về. Ủa vậy làm gì? Dạ. Dạ để lau nhà. Dạ lau nhà. Tao nói nó bánh bèo dạ. Dễ sợ luôn. Mua cái lớp dạ. Con dâu về để lau nhà thôi chứ không để làm dạ. Cái gì hết trơn á. Dạ. Tôi để ý cái áo dài luôn nha. Áo dài làm như là muốn đám cưới với ai vậy á. Trời em đám cưới với anh chứ đám cưới với ai. Cái gì em nói cái gì? Em đám cưới với anh chứ đám cưới với ai. Em đám cưới với anh nữa. Em biết. Em biết là anh không có tiền. Anh không thể nào cưới được em. Mà bây giờ em nói em đám cưới với anh thì tiền đâu mà anh đám cưới với em đây. Nói anh nghe, anh đừng có lo. Đám cưới hả, tiền mình lo hết luôn. Cảm ơn em, anh biết mà. Tiền em sẽ lo hết cho anh, chứ lời nào anh có tiền mà để anh lo cho em, đúng không? Tình yêu của anh. Mở cửa. Cái gì vậy? Cái gì? Cái tôi nghe tiếng gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Mở cửa. Ai vậy? Dạ ba em với quê lên chơi. Dạ. Trời ơi, cơ hội rồi, cơ hội tới rồi. Sao ở chồng nói chuyện được rồi, sao anh chi? Cho anh gặp ba em được không? Dạ không, ba em khó tắm lắm. Dạ. Ba đã lên rồi, em phải cho anh gặp ba để anh sẽ thưa chuyện với ba về chuyện của mình. Cho anh gặp ba đi nè. Ơi khổ quá. Dạ. Dạ, ba ra đi ba. Trời ơi, ba lớn tuổi, ba đi khó khăn quá. Dạ đó, rồi. Bây giờ hai người gặp nhau rồi, anh nói chuyện chơi chưa nha. Đi đâu vậy cưng? Trời ơi. Ba tới rồi, em phải giúp anh nói chuyện với ba, thưa với ba đàng hoàng. Con chào bác. Hả? Con chào bác. Tao đâu có đem thuốc sức lát theo đâu. Đó, thấy chưa, em nói. Trời đất ơi, ba em bị lãng tai. Có một mình nghe cái tiếng nói của em, ba mới hiểu thôi. Bây giờ trông cậy vào em, hãy nói với ba về anh đi, em nhé. Ba. Cái người này là ai? Dạ, con tên Hoàng. Dạ, con là bạn trai của Trang. Bạn trai hả? Bạn trai của Trang, bác của à. Của Trang nữa? Dạ. Ủa? Sao vậy? Sao cái này nghe rõ dữ vậy ông? Cái này đụng tới quyền lợi của tôi phải nghe rõ chứ. Ủa gì vậy? Vậy bạn trai của Trang. Ê, dạ. Ủa? Biết anh tay. Ủa, dạ. Ủa trời, sáng thấy áo mà lùi, sao giống người chỉ lùi vậy ông? Đứng gần nó quýnh phù mỏ sao? Ủa Trang, bây giờ em giải quyết giùm tôi đi. Ủa, bây giờ đây là ai? Đây là ba của em hay là ai? Mà dạ. Tại sao kêu tôi mày là sao? Dạ là ba. Là ba? Ba gì? Ba Đường. Ba Đường là sao? Dạ Sugar Daddy đó. Vậy em là Sugar Baby hả? Dạ. Vậy thì còn tôi? Dạ Sugar Cana. Ôi cho lộn. Trời, em nghĩ sao mà em có Sugar Daddy? Em trở thành Sugar Baby vậy em cần tôi làm gì nữa? Em! Ông im luôn đi. Để cho tôi nói.
Dạ. Dạ kính thưa quý vị, em sẽ trình bày ra một cái câu chuyện rất là tào lao. Dạ không phải lộn nha, rất là đầy tính tình người. Dạ đầu tiên là cái anh này, trời anh thương em dễ sợ luôn đó. Đúng anh rồi. Anh cho tiền cho em, khi mà em lại yêu anh này, mà anh này á, anh không có tiền, trời ơi anh nghèo thì được nghèo, cái em lấy tiền em đưa qua cho anh này. Vậy là anh này đó nuôi anh này lâu lắm luôn rồi đó. Vậy không mau chần chờ gì nữa, hai người nhận nhau làm cha con đi. Bà có bị khùng không? Hả? Bà nghĩ sao tôi nhận làm cha con? Tôi đâu có cần tiền của ổng đâu. Tôi có một bầy con tôi nuôi thấy mẹ rồi, không có nhận thêm một thằng con nữa. Mà từ xưa đến giờ nó ăn tiền tôi đủ rồi, tôi từ nó luôn. Tôi cũng từ ông luôn. Ông tính từ tôi hả? Từ cô luôn. Ông tính từ tôi hả? Ờ. Giờ tôi đâu khe đâu, bây giờ tôi đã ôm vàng hột xoàn của ông hết rồi. Tôi đâu có khe đâu ông. Khoan, tôi đâu khe. Đi. Nãy tôi bưng qua toàn là đồ giả không? Hả? Trời ơi. Phải không? Nghe coi cái đầu này lắc lắc rồi, có sạn trong á. Vậy là quán cà phê 4 số 9 bây giờ thành 4 số 6 rồi. Trời ơi. Cảm ơn phần dự thi của thí sinh Lâm Tuyết Trang cùng với những người trợ diễn anh Hoàng Chuột và chú Dũng. Chúc mừng em. Xin mời anh Đồng Sơn. Anh cảm thấy rất là lý thú với lại cái cách trình diễn của em, tại vì anh cho rằng là em là một người diễn viên mà rất có tài. Giống như cái vòng trước, anh cũng khen em là anh ngồi anh lắng nghe coi em có bị vấp một chữ nào không, mà hoàn toàn không bị. Em thoại, em nói chuyện rất là rõ ràng và rất là đâu ra đó, coi như là làm cho mọi người nghe có cảm giác dễ chịu, như là không có phải lắng nghe để em nói cái gì, tại vì em nói rất là tốt, em cái giọng nói của em cũng rất là hay, và cái diễn đạt của em cũng vậy nữa. Có những lúc em rất là ngây thơ, nhưng mà cũng có những lúc anh cảm thấy nó tự nhiên, giống như là anh đang coi một cái sự việc nó diễn ra ở ngoài đời vậy. Tuy chỉ là có vấn đề là cái kịch bản đối với anh thì anh cảm thấy nó cũng ok thôi, chứ không phải là một cái kịch bản hay. Nhưng mà cộng với cái sự biểu diễn diễn phụ của chú anh Dũng, nó làm cho cái vở kịch này nó thêm phần sinh động và thêm phần vui. Cho nên anh sẽ cho em một cái mặt cười bởi vì cái tài diễn xuất của em. Cảm ơn em. Cảm ơn mặt cười đến từ giám khảo Đồng Sơn. Em mời giám khảo anh Quang Lê. Trong cái cách diễn của Lâm Tuyết Trang thì Lê thấy là chị tự tin thì có, và chị cái nhớ cái bài rất là tốt. Nhưng mà em vẫn thấy là trong cái lối diễn của chị nó vẫn còn những cái cường điệu và chị cố diễn. Em muốn mà chị sẽ giảm đi cái cường điệu thì cái nụ cười của chúng tôi nó sẽ bự hơn. Đôi khi mình lên sân khấu, như chị Đào làm nghề chị sẽ hiểu được, diễn như không diễn mới tạo được tiếng cười. Dạ. Còn mình diễn mà mình cố diễn thì khán giả nhìn họ nhận ra được. Dạ. Thì Lê nhìn ở khía cạnh đó chị. Những cái bạn trợ diễn chẳng hạn như là chú Dũng đi, chú diễn rất là chân thật, làm cháu bật cười ngay và luôn. Đấy, đó là một cái điểm khen cho cái tiểu phẩm này, rất là thú vị để coi. Nhưng mà cái phần diễn của chị thì em chỉ ý kiến, và em hy vọng rằng là những lần tới nếu mà có cơ hội thì chị hãy giảm bớt cái cường điệu lên và hãy bung ra một cái con người vô cùng chân thật. Dạ. Thì tiếng cười nó sẽ bự hơn. Em xin mời chị Hồng Đào. Thực ra đây là một cái kịch bản, nó có tình huống, nó có mâu thuẫn ở trong đó, và mình nghĩ nếu mình khai thác đủ thì rất là dễ diễn. Dạ. Nhưng mà ở đây có một cái là nếu như mà Tuyết Trắng nói như Tuyết Trắng đó. Tuyết Trắng á. Tức là mình tính kỹ hơn thì tất cả những cái phần diễn xuất sẽ lọt vào em. Tại vì một cái tình huống thế này nè, một kép già, mình moi tiền kép già đang ở trong, và một kép trẻ ở ngoài, đủ để cho em phải sắp xếp như thế nào, yên lặng bên trong đằng sau cái cửa phòng và đằng trước như thế nào sắp xếp. Nhưng mà đây là mình lại không thấy Lâm Tuyết Trang có cái đó, chỉ là lời thoại thôi. Ngay cả khi bây giờ ông già vào trong, cho dù là bây giờ kép già đang ngủ khò khò chăng nữa, kép trẻ vô là giật mình liền, là phải hạ giọng xuống hoặc là phải lôi
kép, lôi kép trẻ sang đây để nói nhỏ và lúc nào phải tập trung để làm sao để cho không thấy cái mâu thuẫn đó, nó sẽ làm cho em có nhiều kịch tính hơn. Dạ. Theo phần là chị nghĩ là đây là sân khấu, nó là hành động, nó phải hành động thôi. Thay vì cái câu chuyện mình nói là mình kiếm tiền của người già để nuôi người trẻ thì cái đó em diễn đi. Em diễn ra luôn, ngay lúc đó em diễn ra luôn. Khi mà Hoàng vô nói là anh biết bao nhiêu tiền này nè, hoặc là diễn luôn ông già là mình lấy bao nhiêu một tháng tiền già, cũng là 900 đồng mình lấy đó, ông gửi cho mình lấy cái tiền già này mình nuôi, là mình diễn với sân khấu chứ đừng có kể. Em đừng em kể gì đó, thì tại vì mình người ta thích coi mình diễn hơn là mình kể. Còn cái vấn đề là tại sao mà Quang Lê thấy là Lâm Tuyết Trang là diễn hơi bị over, bởi vì thế này là, tức là cái tình cảm ở trong lòng em nó chưa đủ khớp với lại cái diễn xuất của em. Khi mà ví dụ chẳng hạn như em giận 10 gì, em diễn 10 thì sẽ thấy là em diễn chân thật. Nhưng mà tại vì em giận mới có 8 mà em cố nhấn lên thành 10, đâm ra thì Quang Lê thấy là nó hơi over lại cái chỗ đó. Nó có cái đó. Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình hài hước thì mình cần phải over, nhưng mà em phải nuôi tâm lý cho nó đúng cái level thì sẽ thấy em không có bị over thôi. Và chị nghĩ là đây là một kịch bản cũng có tình huống, nên nếu như chúng ta khai thác phân tích theo cho nhân vật của em thì em sẽ good hơn nhiều. Vậy là chị Đào đồng cái suy nghĩ với em. Chị Đào có cái nhìn giống như em. Yes, thì khi mà chị phân tích như thế thì là tại vì nó phải cân bằng với nhau thì nó thể hiện ra được. Không, chị Đào cùng suy nghĩ với em chứ, tại vì em thấy cái lúc nào mà em với chị cùng cười là hai chị em cùng cười, đúng không? Nhưng mà chị vẫn thấy đâu đó Trang có cái này nè, là Trang chưa có cái riêng của mình. Tức là đâu đó vẫn giống một người này, giống một người kia, giống một người nọ, chưa có cái riêng. Thí dụ chẳng hạn như có một số bạn ra, bạn có thể là lúng túng như sân khấu, bạn có thể là vấp váp, nhưng bạn ấy có cái riêng của bạn ấy. Nhưng mà ở Trang thì Trang rất vững chãi, Trang rất ư là cần cho, nhưng mà để mình có một cái riêng á thì là chị vẫn chưa thấy đủ. Ngoài cái đẹp, cái cao này, cái nọ, mọi thứ, mình cần phải có một cái riêng gì của mình. Ok em. Nhưng mà tất nhiên là một vững chãi sân khấu, cao, đẹp, tiếng nói sân khấu tốt như thế này thì chắc chắn là chị phải cho em một cái. Chúc mừng em, vậy là em đã có được hai mặt cười. Em hả miệng ra anh coi thử coi. Tại vì em nói lẹ quá, biết cái lưỡi em còn trọng không? nói lẹ nhưng mà rõ vậy là tốt. Dạ, tiếng nói sân khấu rất là tốt ha. Dáng dấp tuyệt vời, anh nghĩ đây là một cái tiểu phẩm rất là dễ thương. Duyên dáng, em tiếng nói sân khấu tốt. Và anh nghĩ rằng là em cũng là một trong những nhân tố hài rất là tuyệt vời. Cho nên anh cũng phải cho em một cái mặt cười luôn. Và một số điểm cao cao. Vậy là em đã có được 3 mặt cười. Theo tiêu chí chúng ta sẽ chờ tới cuối vòng để chờ điểm cộng từ ban giám khảo. Cho chị Trang nha. Ủa vậy em có 3 cái không? Dạ, có 3 cái. Dạ. Lê, em không có bấm đúng không? Em sẽ cho điểm. Dạ, Lê cho điểm. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Xin kính chào quý khán giả cùng với anh Tùng Quang. Dạ, em rất là vui khi em được dự thi cái tiểu phẩm hài lần này. Dạ, thì em hy vọng là quý khán giả thương em, vote cho em nhiều nha. Em là Lâm Tuyết Trang. Dạ, Lâm Tuyết Trang đó, chứ không phải Tuyết Trắng nha. Không phải Tuyết Trắng nhiều, mọi người nói đúng không? Dạ. Anh cũng chúc em thật nhiều may mắn. Dạ. Và em coi cái tiểu phẩm em thì cũng có rất là nhiều chất tấu cười. Dạ. Và một lần nữa, chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Gây bất ngờ nhiều hơn nơi tiếng cười.